Vâng, cứ âm thanh số đỏ xin kính chào toàn thể các bác. Ngày hôm nay em lên sóng các bác đây một lô mic mà chắc chắn là nhiều người khá quen thuộc, và bên hàng cửa hàng bên em cũng đã bán, phải nói là rất là nhiều dòng thương hiệu này rồi, đó là Vedamic M1. Vedamic M1 thực ra nó là một dòng mic do công ty Mango sản xuất các bác nhé. Nó và dòng Mango 5S nó là một luôn, giống y chang, không khác nhau gì. Chỉ khác nhau một điều duy nhất, đó là bản M1 này nó là dòng mic hai màn hình. Thay vì 5S nó chỉ có một màn hình, con mic này nó là sử dụng màn hình đời là hai màn hình và hai mắt hồng ngoại để chúng ta dò sóng. Thì cái đời 5S á thì nó là mặt nhựa. Đấy, nhưng cái đời Vedamic M1 á thì nó lại mặt phay nhôm. Đấy, nó khác nhau điểm đấy. Và một điều nữa, khác một điều nữa, đó là đời 5S nó là đời chip dài, nhưng cái đời Vedamic nó là đời sau và nó là đời chip vuông rồi. Chip vuông giải mã như là, gọi là pip nhất bây giờ rồi. Đấy. Thì Vedamic là một dòng mic mà hỗ trợ cực kỳ tốt cho những người chất âm yếu và có lẽ là không có hơi nội lực. Thì đây là một bộ mic mà tái tạo hỗ trợ rất là tốt cho những người đó. Đặc biệt như em này cũng vậy, em là một người hát rất là yếu và khi chúng ta lên nốt cao cảm thấy là nó bị đuối và cũng không còn sức nữa. Thì cái mic này nó sẽ hỗ trợ bác rất là nhiều, nó sẽ thấy, nó bắt tông các bác ở đây là lên nó sẽ dễ hơn. Đấy, súng nó nhẹ nhàng hơn, cảm thấy nó không bị mệt, nó không đuối sức. Đây là một bộ mic dành cho các phòng karaoke và gia đình rất là nổi tiếng ở trên thị trường. Đặc biệt là một cái thương hiệu Đài Loan như là của GTS, là của Mango, rồi của Aroking, vân vân và vân vân. Thì đây là một những dòng mic mà được đánh giá là tốt nhất và hỗ trợ lời hát tốt nhất. Bởi vì 5S thì nó là một dòng mic mà nó là đã quá nổi tiếng rồi. Và Mango là một cái thương hiệu nổi tiếng cực kỳ trên thị trường rồi. Thì chúng ta cũng không cần bàn cãi nữa. Đấy. Đây là một lô mic mà em sẽ có hai bản luôn, dành cho bác nào thích màu nào sẽ có màu đó. Thì em đã nói các bác rồi, em có một con đẩy, đó đây chính là con đẩy lắc. Đấy, đẩy con đẩy lắc các bác. Nó là màu vàng gold. Và cùng với một con vang nữa, đó chính là vàng của và Carrefour. Đấy, Carrefour D6 nó cũng màu vàng gold. Và ngày hôm nay có một con vàng mic M1 cũng là màu vàng gold nữa. Để cực kỳ đẹp, nó sẽ có hai màu, là một màu là màu vàng đồng, một đời là màu vàng trắng tinh màu nhôm. Đấy, bác thích màu nào thì cái đời màu nhôm này họ sẽ không in cái chữ Vedamic M1 này, nhưng nó là một các bác nhá, nó sẽ nói thật là một. Đây là cái bản mà cho những công ty khác người ta được phép là đặt tên, nhưng mà những sản phẩm này là người ta tung thị trường và hiện tại chưa công ty nào đã đặt tên, cho nên là họ để cho các công ty khác được quyền lựa chọn. Đấy, nhưng Vedamic thì nó chỉ có lại một thôi. Đấy, và Vedamic ở trên thị trường thì nó chỉ hàng bãi thì thực sự các bác ạ, nó chỉ có một dòng, đó là một dòng vị xanh duy nhất. Nó không có làm vị tím, sau này là không biết là đời mới bây giờ đã có chưa, nhưng đời vị của Vedamic thì các đời cao đời thấp họ chỉ làm một đời vị duy nhất, đó là vào vị xanh. Đấy, cực kỳ nổi tiếng, họ giống như Redaka các bác. Redaka cũng chỉ một làm một mã duy nhất, đó là vào vị xanh. Nhưng mà sau này thì một cái tự nhiên nó thêm một cái trào lưu là vị tím là đời cao thế này thế kia, thế là các hãng người ta đu theo, nhưng Vedamic và Redaka thì người ta không làm theo. Người ta lại không theo các bác, không theo cái trào lưu đấy. Đấy, người ta chỉ làm một chất lượng, một loại duy nhất đó. Thì đối với cái lô mic này của em thì nó là sự các bác là nó đẹp cực kỳ luôn. Nó là đẹp. Nó sẽ có hai đời côn mà nổi tiếng nhất của Vedamic, đó là đời côn tím và đời côn xanh dương. À, màu xanh 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 xanh, màu xanh hơi hơi cái màu xanh rêu. Đấy. Thì đây là hai cái đời côn mà nổi tiếng nhất của Vedamic. Đấy. Thì cái đời côn tím này thì ít gặp hơn. Chúng ta thấy là gặp nhất là đời sầu xanh dương này. Thì đây là cái đời côn mà phải nói là hát rất là nhẹ. Đấy. Nhiều người sẽ nhầm tưởng là nó sẽ giống côn của Bayer, nhưng thực sự nó không giống côn Bayer các bác nhé. Đấy. Côn này nó sẽ giống với côn của LR. Bác nào đã dùng mic LR rồi đấy, dùng mic trúng nước ấy, thì cái côn này chất lượng nó giống như côn mic LR vậy á. Tiếng rất là dày, cực kỳ sáng và súng trầm nó không bị mỏng giống như dòng Bayer. Bayer thì nó hát nó cũng rất là nhẹ như mic này này, nó cũng rất là nhẹ như mic này, nhưng mà khi hát thì nó hơi hơi bị cảm giác là hơi bị mỏng tiếng. Nhưng mic này thì cái độ mỏng tiếng nó sẽ không bị giống như mic Bayer. Thì chúng ta thấy là gần tựa giống mic LR. Đấy, hoặc là mic của GTS. Đấy, rất là giống các bác nhé. Đấy. Mic thì bọn em bán là các bác nó cực kỳ đẹp luôn. Độ đẹp phải nói là hoàn hảo cho bác luôn. Từng cái tay này, mọi thứ đẹp hoàn hảo, kính đang còn trong, nút đang còn zin hết, mọi thứ đang zin hết. Côn két này, từ cái lẫy pin đang còn luôn các bác nhá. Đây bác nhìn này, từng cái lẫy pin và từng cái tiếp xúc pin vẫn đang còn sáng nhá, chưa bị rỉ sét các bác nhá. Zin hết 100% cho bác luôn, đang rất đẹp. Đấy, mọi thứ tem mát đang đủ hết cho bác luôn. Chế độ sống gần sống xa mọi thứ đang đẹp hết. Đấy, đây là một lô mic chắc chắn sẽ làm cho tất cả mọi người chơi âm thanh, mà những người mà hát karaoke với chất giọng không được khỏe giống như em thì đây là một bộ mic chắc chắn sẽ làm cho các bác cực kỳ phê luôn. Đây là một bộ mic mà những phòng karaoke đã lựa chọn rất là nhiều, bởi vì nó sẽ hỗ trợ karaoke thì nó là bố xua các lượng khách hàng.
người hát được, người hát kém có, nên là bộ mic này nó sẽ rất là tốt nếu các bác sử dụng phòng karaoke. Thì mọi người sẽ đến phòng karaoke các bác, ừ phòng này hát hay. Đấy, nó sẽ hỗ trợ và các bác sẽ được định giọng rất là nhiều đấy. Tiếng các bác thấy là ừ mình hôm nay thấy hát hay thế. Thực ra là bộ mic này nó cũng đã hỗ trợ rất là nhiều các bác nhé. Hỗ trợ rất là nhiều. Nó không giống như là cạc thì đang ngạc thì nó tiếng thật quá. Hoặc BBS tiếng thật quá nên nhiều người ôi hát chán thế. Nó nặng cái này cái kia. Bởi vì nó không hỗ trợ các bác. Đấy, nó để các bác đúng cái giọng thô, đúng giọng thật của bác luôn. Nhưng mà mic này nó sẽ hỗ trợ, nó nâng cái chất giọng các bác lên một tầm cao mới đấy. Nó rất cảm giác là nó bay bổng hơn. Ừ, mình hôm nay mình hát cảm giác là mình véo von hơn. Mình lín lái được hơn. Đấy thì nó dễ hơn rất là nhiều. Đấy, rất là dễ hơn các bác nha. Đấy. À, còn về với bộ chip thì nó các bác rồi. À, VNMix thì nó sẽ là bộ chip vuông. Đấy, bộ chip vuông. À, thì nó cũng có đời thấp hơn một chút, đó là đời chip dài. Nhưng mà cái đời này là đời sau cùng này, là họ làm đời chip vuông rồi. Thì giống như cũng dòng nó cũng giống như dòng Bayer ấy. Nếu như Bayer vị tím thì nó sẽ là đời chip vuông như con này, nhưng con này không có chip vị Bayer, không có vị tím vị tét gì đâu. Nó chỉ có đời vị xanh thôi. Và sử dụng rất là nhiều tủ gốm bác nhá. Toàn bộ tủ gốm này. Đấy. Phía sau nó cũng vậy thôi, nó cũng có hai đường canon và đường 6 ly và có hai cái núm vặn chỉnh chúng ta là âm trầm âm thanh một chút. Đấy. Rồi, tần số này xin đẹp hết, cực kỳ đẹp luôn. Rất đẹp các bác nhá. Đấy. Và với những bộ mic này hiện tại bên em đang bán với giá nó mặc định nó thật là 2.500.000 đồng với dòng VNMix. Với dòng đẹp như này, từng cái chụp nó phải là đang còn đẹp kính con vàng các bác nhá. Từng cái chụp nó phải đẹp như này, sạch sẽ luôn, những cái bông đặc biệt em giặt sạch bóng luôn, vệ sinh sạch bông cho các bác luôn, không như không phải lo cái chuyện là bẩn hay cái gì cả. Bán ra cho bác là bao mọi người đẹp hoàn hảo luôn. Với giá 2.500.000 đồng bên em sẽ hỗ trợ các bác toàn bộ là phụ kiện kèm theo. Toàn bộ là phụ kiện mọi thứ kèm theo hết, không từ chống lăn rồi 6 ly rồi đến mọi thứ là đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy. Và giá này thì nó thật các bác luôn, bên em hỗ trợ luôn các bác tiền ship luôn. Hỗ trợ tiền các bác tiền ship luôn. Tiền ship hỗ trợ luôn. Riêng lô mic này hỗ trợ bình thường bên em bán thì rất ít khi hỗ trợ tiền ship, nhưng lô mic này đặc biệt sẽ đặc cách là hỗ trợ các bác tiền ship, bao ship tận nhà tận giường các bác luôn. Không cần cọc hàng tiền gì hết nha, nhận hàng kiểm tra hàng tiết hàng thoải mái phải thanh toán. Không nhận cọc bất cứ một ai. Đấy. Các bác đến kiểm tra hàng tiết hàng đấy đúng yêu cầu, đúng chất, đúng đẹp như vậy, đúng đẹp như trong video, đúng zin như vậy, chất hầm là hay và kiểm tra đúng zin như em nói thì các bác phải nhận hàng, còn không thì các bác cho hoàn lại, không mất bất cứ một chi phí nào cả. Đấy, còn nếu bác nào mà nhận hàng chỉ em chuẩn bao test cho mình trong vòng 3 ngày, nếu không hay vẫn được quyền trả lại thì trong vòng 3 ngày đó các bác sẽ hỗ trợ em tiền cước. Đấy. Còn nếu các bác kiểm tra hàng mà thực tế không thích thì có thể cho hoàn luôn. Em sẽ tiền cước bên em sẽ chịu hoàn toàn. Ok, thoải mái nhá. Em tính em rất là rõ ràng luôn. VNMix thì chắc chắn cho mọi người sẽ không bao giờ phải lăn tăn các bác nhá. Đấy, và những bác nào đang có nhu cầu về những bộ mic hỗ trợ lời hát tốt thì đây là một mic các bác không thể bỏ qua. Rất đẹp, mặt phải nhôm toàn bộ luôn. Rất đẹp các bác nhá. Rất rất là đẹp ạ. Đấy, nút nguồn là dạng nút ấn đề các bác nhá. Đây là những bác nào đang có nhu cầu liên hệ với em các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.